Lâm Vĩ Dạ. Tên khai sinh là Lê Thị Vĩ Dạ. Tên kỳ á, Lê Thị Vĩ Dạ. Cha mẹ em ta đặt ngộ thì, không? Ờ đó. Cô được mệnh danh là Thánh Cà Khịa. Hỏi Lâm Vĩ Dạ thuộc cung hoàng đạo nào? A. Cung Đàn, B. Sử Nữ, C. Ma Kết. Dạ, nửa trái. Rồi, mời đọc. Đọc lại hết ra, đọc rõ nha. Không biết à. Trời ơi, gớm quá. Gớm quá. Nè, coi coi thái độ của bạn chơi của mình nè. Em nghĩ là em đã chọn sai rồi. Dơ quá. Ơn quá. May mà có em. Trời, trời ơi thì có em gọi là thiên thần may mắn của mọi người rồi. Ghê đó. Quá. Đã không đẹp mà còn dơ nữa, ai chịu nổi trời. Đã không đẹp mà còn dơ nữa, ai chịu nổi trời. Chua quá. Chua mà nó còn hôi nữa nè dạ. Chị nghĩ là dễ dàng lắm. Để cắn trái chanh làm sao. Thưa các nghệ sĩ, đây là chương trình phát sóng truyền hình nên mình tém tém lại chút nha. Hai đứa nhìn ghê quá. Thôi có mình không có tương tội với dạ. Sao vậy, gớm qua vậy đâu. Rất lần nữa là không tính nha Ngọc. Ba rồi, cố lên mọi người, hai cái nữa. Bỏ đi, bỏ đi, đúng rồi. Không muốn ăn xúc xích nữa luôn à. Dạ, cái xúc xích này có hơi quá khổ so với miệng chị không? Hay quá à. Nhanh, hết giờ rồi, thua người ta bây giờ. Cắp đâu trên miệng. Cắp đâu trên răng có gì nghe không? Lại này, lại này. Con này thiệt á. Ướt dẹp à. Rồi lắm. Ôi lời 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 lời. Chưa, bên kia chưa có, sao nó cắn mà hả? Rồi, có rồi, có rồi. Dạ, ngồi đi với ông địa ha, có người cúng trái cây cho. Anh ơi, trợ lý anh dơ quá, em không ăn. Em thử cho chị ăn mà. Trong đội tự hãm hại nhau luôn kìa. Thời gian của chúng tôi dành cho đời các bạn bắt đầu. Rồi trời ơi, 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 không cần chậm, không cần chậm, em đi ra đi em. Bên đội người ta mình chơi phe lay quá. Trời đất, lỗ đầu em luôn. Trời nhiều quá trời chị ơi, nhiều quá trời nhiều luôn kìa. Chưa, hôm nay nhiều, nhiều hộp quá. Mai là một đội với nhau đó mà còn vậy đó. Chưa thấy đội nào dơ như đội này. Ăn cái gì chị ơi. Thôi đi, thua rồi, không ăn nghe uống cái gì hết trơn á. Thua rồi thôi đi. Ăn gì ăn ngoài. Trời sáng mày đứng ăn. Cố lên dạ ơi, nhanh lên dạ ơi. Dắt ơi, nước nhiễu ướt hết trơn mấy miếng kia luôn rồi dắt. Ghê quá à. Cố lên chị ơi. Ôi vừa vừa chị, mình thua rồi, mình không có gì phải phải vội hết trơn. Chúc mừng anh. Ghê quá. Ghê quá dạ. Ghê thiệt. Cố lên chị ơi. Đừng có rớt nghe vậy. Chinh no lắm nha. Đừng có rớt nha. Rớt là chinh no lắm nha. Hậu trường trên nơi cánh tay. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Không. Đây. 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 Chưa, chưa, chưa. Hey. Thôi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi.